Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là hộp giảm tốc ZQ, còn gọi là hộp số ZQ bánh răng trụ. Cấu tạo thường là một trục vào một trục ra, có loại trục vào cùng phía hoặc khác phía. Trong đó loại khác phía gọi là kiểu chữ Z là phổ biến hơn. Sau đây là hộp số ZQ xa 250, là khoảng cách từ tâm trục vào tới tâm trục ra. Trục vào là trục nhận lực từ motor, có đường kính trục vào là 30mm. Rãnh ca vét là 8mm. Trục ra là trục nối vào vật mang tải, có đường kính trục ra là 55mm. Rãnh ca vét là 16mm. Tổng chiều cao hộp giảm tốc là 325mm. Tổng chiều dài là 540mm. Tổng chiều rộng thân hộp số là 230mm. Có các tỷ số truyền thông dụng là 10, 23, 31, 40, 48 và 50. Tốc độ trục ra có thể chọn là từ 30 vòng tới 150 vòng với hộp số ZQ 2 cấp. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty.